Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với Terraria. Mình quên mất, mình bạn lại bật Unikey và kết quả nó lại đang hơi giật giật giật. Cái máy của mình thực ra là cái ai cũng thế thôi, khi mà chơi cái trò Terraria này mà để ôi đệt con mắt rồi. Chúng mày có thể cút ở chỗ khác được không? Tại vì ta đệt, hóa ra là mình tắt Unikey rồi nhưng mà mình bật lại lên. Đấy là khi mà ai, bất kỳ ai chơi cho Terraria này mà bật Unikey khi di chuyển sẽ bị đấy, giật giật như thế đấy. Chạp máu, cuộc đời mình nó chơi bên cái thế giới khác thì nó trông căng cứng rồi. Nhưng mà chơi bên cái này thì không nhận máu, trông sợ thật, trông buồn quá cơ. Ê, zombie khỏe không? Không lắm gặp. Thực ra tao ghét chúng mày không gặp được chúng mày, tao cảm thấy tốt hơn rất là nhiều. Thế nên là tao nên giết hết chúng mày đi. Sao giật thế này? Chả lẽ, ok rồi đấy, bây giờ mới tắt hẳn Unikey. What the fuck? Nhớ rõ ràng vừa nãy mình đã tắt rồi mà nhỉ? Bây giờ mình cái việc mình đấy là mình phải out, fuck, mình giải quyết cái lũ này. Mà mình nên nên xây thêm ô áo mưa này. Mày có thể rơi cho tao một lũ áo mưa đó. Oh đệt, rất tiếc là không. Được, không như mơ thì không như thơ. Tao phải giết mày ạ. Mình nên xây mở rộng thêm nhà để. Vì mình cần rất là nhiều thứ liên quan đến NPC như cái con y tá hay là cái thằng bán hàng tạp hóa. Nói chung là cái gì cũng cần hết, nên mình sẽ phải xây cái nhà cao tầng như thế này. Tại vì tại sao không? nhà đúng kiểu chất Việt Nam à? Nhà siêu mỏng, siêu nhỏ, vừa đủ sống là vừa được. Thôi nhỉ, xuống đây này. Làm hai cái bàn và một bốn cái ghế à, hai bàn này, bốn ghế, bốn rồi xong. Có cần làm thêm tường không? Chắc chắn nó cần rồi. Ô đệt, mình làm cái gì này? Ơ sao mình mở cửa à? Fuck, không để ý, không để ý, cút đi, chết đi, lợn. Rồi bây giờ kiếm cái gì để đóng vào đây, cái này à? Ok, đã thì tập trung vào việc xây nhà hơn. Xem nào, cái này này, này này, này, rồi đặt bàn vào đây, xong nhà chung cư thế hệ mới. Đệt, đặt nhầm. Ok, thank you. Rồi, rồi chắc chắn là cái gì, tiếng gì đấy? Mình vừa nghe tiếng gì ấy. Mình có nhìn thấy cái yo-yo rồi nhưng mình thấy nó không hờ, nó không, nó làm cũng chả điểm gì cả. Không được gọi là ngon nó lắm. Thế mình không quyết định không làm. Ok. Rồi. Chỗ này chắc là đủ rồi đấy. May cũng có cái bám vào tường. Bám nó đơn giản hơn nhiều. Hôm nay chắc là thêm một tập nữa là chúng ta lại đi đào đủng thôi. Cái trò này chủ yếu là đào đùng thôi và đánh chùm nữa, nhưng mà chúng ta còn lâu mới đến cái lúc mà có thể đánh chùm được, thế nên là bây giờ chúng ta tạm thời sẽ phải thế này thôi đã. Xây một cái nhà nhỏ nhỏ này sống qua ngày đoạn tháng thôi nhé. Cắm phát vào đây đã, rồi làm cái bốn à, bốn cái mình nói bốn cái với đây à, cái này này. Ý mình nói bốn cái là bốn cái này này. Rồi. Mà trời mưa nên là không biết là để xem nào, mát. Ok, xung quanh đây có hang hùng đấy không? Chúng ta chưa đi sang bên này, chúng ta sẽ đi sang bên này. Ở dưới này hôm trước đi vào xong cũng chả có gì, chỉ đuốc à, toàn mấy đồ vớ vẩn như copper có pùng. Chưa tìm được sắt sùng các kiểu không? Chúng ta sẽ phải đi sang bên này, mình nghĩ là như thế. Ok, chúng ta sẽ xong. Ui, oh đệt. Chết chân. Hê. Gì? Uống phát. Ha, xem nào. Bây giờ thì fuck. Bắt đầu game này mình thật sự rất là khó khăn trong cái việc di chuyển, tại vì mình chưa có đồ gì cả. Nên là mình chơi cũng kiểu ở các cái thế giới khác, mình trông đồ mình cũng khủng lắm á. Khá là kinh rồi. Di chuyển rất là đơn giản thoải mái ấy. Nhưng mà sang này đúng tư hình rồi.
Oh my god, không ngờ mình có thể chơi mấy trò à mấy cái như thế này. Ôi, diều của mình nhìn nó chặt kìa. Yeah, hạnh phúc quá. Cả mày đã xuống đây, xuống hết đi em, xuống tới bên đi em. Mình chặt xong 4 cây mình phải trồng tiếp vào, không lúc về sau không có tí gỗ là mà dùng rất là mệt. Anh mày chặt thôi mà lâu quá. Ôi giời, cả stream con này đánh được mình nhá. Không biết là có bạn nào chưa chơi cho này bao giờ xong thấy trời mưa thấy con này ra ôm hôn thắm thiết nó không, nhưng mà cay đệt. Thôi rồi, đùa, cái Crimson nó ở ngay bên này, thôi xong thôi rồi. Cái vùng đất đến tháng mà mình hay nói mọi người ấy, đệt. Cái này thì chịu rồi. Và mình đang định đi sang đấy xem có gì hot bên đấy không, kiểu có hang hùng cái gì sang đấy thì đào. Cuối cùng bên đấy nó lại như thế này à. Còn mất hết niềm tin vào cuộc sống rồi. Mong, ôi dồi ôi, đúng thật luôn mà. What? Nó vừa là tuyết, vừa là cái đỏ đỏ kia. Fuck. Mình chưa vào cái đỏ đỏ bao giờ nhá, nên mình muốn vào thử xem nó có ra cái gì không. Ê, hey, hello. Ơ, đừng ra gần tao. Ai uầy. Con này rất là trâu. Anh trâu hơn, không có việc xoắn. Đào mày cái này ra. Ơ, sao nó lại bé tí này nhỉ? What? Sao nó lại bé tí này nhỉ? Ok, sau này nó mới lan ra hay như nào? Nó là như thế này. Nó lây lan ra cả cái vùng tuyết. Đây rồi. Đệt. Đệt. Không vui à? Mình nghe tiếng gì ấy? Đùa, cái chỗ đệt tốt như này mình đang định xuống đây để thám hiểm một kiểu này tôi sống làm sao. Ew, kinh quá nhện đấy. Cố đi một đoạn nữa xem có gì hot không chứ này còn nó. Đệt nó chả sáng sủa kìa. Chúng ta đi về, chúng ta đi sang phía bên kia nhá. Chào thân ái, có kết thắng tới về đây. Ở đây tôi đau tim lắm, chết nào không biết. Làm thêm cái cửa ở đây nữa đi dài vào cho tiện. Ok, cửa rồi. Đây rồi, lắp cửa vào đây. Xong, đập cái ra. Rồi, nó sẽ đi sang bên này. Ok, mong là bên này nó, bên này thì mình chưa đi hết. Mình mới đến cái chỗ sa mạc kia thì mình quay lại do trời tối. Nếu mình nhớ không nhầm, tập trước là nó như vậy. Nên là mình cũng làm lâu, từ hôm qua hôm kia rồi, nên là mình cũng không nhớ được rõ lắm. Không hẳn là từ lâu nhưng mà cũng từ khá là, được khá là một thời gian rồi. Có hang hùng gì không? Nó xin nhưng mà ôi rồi ôi lại chim. Cả chim. Không biết là có ai ăn cả chim bao giờ chưa nhỉ? Mình chỉ biết thôi chứ mình chưa gọi. À nước mắm, à không, người ta gọi nước mắm cá cơm nhưng bao giờ người ta làm nước mắm cá chim đâu nhỉ? Đừng đụng hay tao. Fuck. Tao đang nói nước mắm cá cơm mà mày có bẩn cái gì? Đi sang bên này xem có gì hot không. Này, sa mạc khô cằn bên kia thì là vùng đất chết rồi. Nơi mình sinh ra là một nơi nước mặn đồng chua. Làng thì nghèo, đất cày lên sỏi đá ấy mà. Đệt. Lại còn được cả cái hang ấy. Đời có còn gì tuyệt vời hơn không. Làm cái như này đi qua vậy. Dù nó không cần thiết lắm nhưng mà gọi là cho chắc ăn sau này. Hiện tại mình chưa muốn xuống đâu. Chắc chắn là... đệt. Nó to thế. Con này là con gì? Con này có vẻ là con... Ui dồi, to thế. Con đấy trong truyền thuyết người ta gọi là con chuồn chuồn. Nhưng mà nó to gấp đôi người mình ấy. Mình không nghĩ là con chuồn chuồn nó con rồng. Nhưng mọi người không hiểu thì tên con chuồn chuồn trong tiếng Anh là Dragonfly. Ý mình đùa như thế nhưng mà không biết là có ai hiểu không. Mong là có người hiểu. Đệt con kền kền nó đứng bên kia đợi mình với ánh mắt thân thương và trìu mến. Và hết gỗ rồi. Đệt làm thêm gỗ cái đã. Ok, trao đủ rồi đấy.
Chúng mày có thể đứng làm thế được không? Ôi rồi, ôi rồi, ôi. Cái chết đầu tiên của chúng ta ở đây, ở giữa sa mạc khô cằn này. Thế này tôi biết sống thế nào bây giờ đấy. Bốn bể không phải là nhà rồi. Đường nào cũng đầy thứ muốn giết mình. Cái này thì mình có sống thế nào đây đấy? Sống nào cho vừa lòng dân chúng bây giờ đấy. Cáu thật. Khổ thế này, lúc mới bắt đầu khổ này mình sẽ phải sử dụng đến cả những cái thứ mình không ngờ mình sẽ sử dụng, đấy là phi tiêu với cả bom này. Đấy. Mình không ngờ sẽ có ngày mình sử dụng mấy cái thứ này. Hôm nay tại đây, tại chỗ này, tại cái thế giới này chúng ta sẽ sử dụng, mình sẽ sử dụng cả phi tiêu ninja luôn. Ây à, cái hòm kia rốt cuộc mình lấy chưa nhỉ? Lấy rồi đúng không? Ờ đúng rồi, có mũi tên chưa lấy thôi, lần lấy nốt. À, nhiều lấy bằng sạch ấy. Chỗ này thì ok, đi lên thế này. Mày đừng đuổi cho tao nữa đi, tao mệt lắm rồi, kiểu thiếu, làm cho tao thiếu việc ấy. Cái hang tử tế, hang tự nhiên kiếm còn trả được, các ông cứ thích phá. Ok, có cái calming potion này mình sẽ uống, tại vì nó sẽ giảm cái sự xuất hiện của bọn quái vật ở xung quanh. Mong là như thế nó sẽ giúp mình một phần. Đấy, đúng là mọi thứ nó yên bình hơn hẳn thật. Chúng nó đã biến mất rồi, hạnh phúc quá, hi hi hu hu. Ôi dồi ôi, còn con này nữa. Nhơn, phát chết luôn. Bom. Đệt. Còn nữa à? What the fuck? À không, may quá là cái này là nhỏ. Nó khá là nhỏ, nó không to cho lắm. Chỗ này cây nhiều ấy. Nhiều cây nhỉ, đẹp ấy. Chả gì đẹp à. À ui, ui, gần chết thôi ạ. Không nghỉ dại ạ. Đấy. À, sao em không dám nghỉ dại thế nữa? Nguy hiểm quá. Thì ôi giời ơi, nó đuổi đâu kìa. Anh ơi đừng làm thế. Ô sắt rồi. Em bảo anh ơi đừng làm thế rồi. Anh ơi. Ui, hai con sao chơi? Đùa. Chúng mày trêu tao phòng. What? Dead. Đời nó nhục thế đấy. Bà con ạ. Không có cái gì thì mình thật sự cần làm một cái cung. À tên lửa này hợp lý đấy. Đúng rồi, mình cần làm cả cung nữa. Có cung không? Không có cái gì làm cung luôn nữa. Cung thì dầu. À có cung thì đã không phải. À đây là có cung gỗ dùng tạm vậy. Nhất là để phòng eo ơi. Mình không ngờ là có ngày mình phải tạo trên ngồi làm mấy cái thế này luôn. Từ trước giờ mình chơi mình toàn kiểu cắm đầu đi đào thẳng luôn à. Tại vì không có ai xem cả, làm thế cho nó sẽ à làm thế cho nó nhanh. Nhưng mà nếu mà mình làm thế áp dụng thẳng vào clip thì mọi người xem sẽ rất là nhàm. Nên mình phải quyết định chơi kiểu rất là hoành tráng, ví dụ đi làm giáp làm dũng đánh nhau quái vật luôn, nhưng mà nên là không ổn lắm tại vì đồ mình chẳng có cái quái gì cả. Bom nữa, cầm bom ném tung tung shuriken đam chả được bao nhiêu. Không, bây giờ mình đi demonic luôn mà. Cùng demonic. Cùng gỗ demonic. G. Khó thật. Ai ơi. Chết đi, chết đi. Bùm. 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 Nhơn. Sơ. Cái cung demonic của mình phát huy tác dụng rất là kinh khủng. Sợ thệt. Sợ thệt. Đứa nào? Mình có bom đây rồi. Đứa nào ra đây ném phát mặt. Hai mấy con chuồn chuồn kia chắc là nó cũng giải tán rồi. Mong là thế. Em mệt mỏi các anh ấy. Đi đi kiếm cái hang tử tế vào đấy, đi đào mấy thứ vớ vẩn thôi mà các anh cứ hành như hành như không còn là con người ấy. Ôi giời. Con này cũng dễ giết, may quá. Ồ kìa đó. Sắt. Cho em đào sắt trong yên lành lặng lẽ cái, sợ thật. Mình nhớ lúc mình không quay mình chơi không gà ấy đâu, mình thề mình không dám điêu luôn, nhưng mà chả hiểu sao mỗi lần mình quay kiểu tự động nội tại mình tự động ngu khi quay clip ấy, sợ thật. Ơ sẽ không quên mất lấy. Ôi dồi ôi, rừng xanh còn gì tuyệt vời hơn đâu. What the fuck, cái hang cũng chả phải cái hang to lắm cơ.
Ôi trời ơi. Cái này đây. Ôi trời ơi. Nó cắn tôi. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Mình nghe tiếng cái gì hú đấy. Đụng vào người tao. Chết đi. Ui. What? Tiếng gì đấy? Tiếng gì nghe tầm tởm ấy? Ô đừng đùa thế chứ. Đừng bảo cả bên này cũng có chứ. Đệt. Cái thế giới trước tao tạo nó cũng không đến nỗi đen như thế này đâu. What? Rừng ở trong cái khu đất chết à? Đẹp thế gì á? Phong thủy hợp tình hợp lý thế còn gì á? What? Chúng mày trêu tao phỏng. Đệt nghe tiếng kinh vậy.